Chào mừng bạn đến với Top Sao Hàn, kênh tổng hợp tin tức về những ngôi sao K-pop. Và như thường lệ, ngay sau đây hãy cùng mình nắm bắt những tin tức đáng chú ý có trong ngày. Đối với tiêu chuẩn đánh giá cái đẹp của K-pop thì những cô nàng xuất hiện với chiều cao nổi bật, thân hình mảnh mai sẽ luôn nhận được sự chú ý của nhiều người. Và điều đó vô tình cho người khác thấy rằng chiều cao khiêm tốn là một thiếu sót về ngoại hình khiến mình phải tự ti. Thế nhưng thì những cô nàng nấm lùn nổi tiếng của giới giải trí Hàn Quốc lại tỏa sáng theo cách rất riêng của họ. Thay vì dành thời gian để tự ti, những cô nàng này không ngừng phấn đấu nhằm phát huy thế mạnh của bản thân, tỏa sáng trước công chúng và được khán giả công nhận và yêu thích nồng nhiệt. Thứ nhất, IU. Cô nàng đa tài IU sở hữu chiều cao 1m62, nữ idol được mệnh danh là em gái quốc dân vì sự đáng yêu từ ngoại hình cho đến tính cách khiến công chúng vô cùng yêu thích. Tuy không sở hữu lợi thế về mặt chiều cao nhưng cô nàng vẫn luôn biết cách biến hóa cho đôi chân của mình trông thon dài nhờ cách lựa chọn trang phục và góc chụp ảnh. Qua một vài khung ảnh thì dân tình còn ngỡ như IU cao tận 1m7. Thứ hai, Thế Nhân của SNSD. Thế Nhân là trưởng nhóm và cũng là giọng ca chính của nhóm nữ SNSD. Nữ idol sở hữu giọng hát tuyệt vời và một gương mặt xinh xắn, thế nhưng chiều cao không phải là lợi thế của cô. Dù không quá cao nhưng Thế Nhân lại rất biết cách để ăn gian, trong lúc nào cũng như sở hữu đôi chân dài miên man. Cô thường tận dụng những mẹo nhỏ trong cách chụp ảnh và có ngay khoảnh khắc cực đẹp. Thứ ba, Irene của Red Velvet. Irene sở hữu một vẻ ngoài trẻ trung lộng lẫy đầy cuốn hút, nhưng chiều cao chưa bao giờ là thế mạnh của cô, nữ idol chỉ cao 1m6. Khi cô nàng chỉ cao 1m6 thì khán giả có thể dễ dàng nhận thấy tỷ lệ cơ thể không được nổi bật của Irene. Dù không có chiều cao đáng mơ ước, Irene vẫn có bộ sưu tập ảnh khiến người hâm mộ mê mẩn. Cô nàng chỉ cần sử dụng vài mẹo chụp ảnh nhỏ đã có thể biến hóa cho cơ thể một tỷ lệ cân đối với đôi chân thon dài. Thứ tư, Jerry của Red Velvet. Jerry, em út của nhóm nữ nhà SM với chiều cao 1m57, vẫn nhận được rất nhiều sự yêu thích. Jerry luôn xuất hiện với vẻ ngoài tươi mới, năng động, thậm chí dáng người nhỏ nhắn đã giúp cô nàng trông đáng yêu hơn. Chiều cao khiêm tốn của Jerry đã được giấu nhẹm khi cô trở thành mẫu ảnh cho tạp chí Vogue. Bằng cách pose dáng độc đáo cùng tay nghề của thợ chụp ảnh, Jerry đã có ngay khoảnh khắc với đôi chân vừa thon vừa dài. Thứ năm, Park Bo Young. Park Bo Young được người hâm mộ xứ Kim Chi ưu ái gọi là biểu tượng đáng yêu của Hàn Quốc do gương mặt trẻ trung và chiều cao khiêm tốn 1m58 của cô nàng. Tuy nhiên thì Park Bo Young dễ dàng khắc phục được khuyết điểm về chiều cao của mình bằng việc lựa chọn trang phục và các chụp ảnh hách chân. Thứ 6, Soo Yeon của JID. Soo Yeon của Kiu với chiều cao 1m57 nhưng phải khiến người khác phải ngước nhìn. Trưởng nhóm của JID sở hữu tài năng nổi bật và gương mặt xinh xắn, cô nàng nhận được rất nhiều sự yêu thích từ người hâm mộ. Thế nhưng thì với loạt ảnh mà cô nàng sở hữu thì nhiều người không thể tin rằng Soo Yeon lại lọt vào nhóm những nữ idol nấm lùn. Cô luôn tìm những trang phục và góc chụp có thể tôn dáng, tôn chiều cao. Chiều cao không phải là thứ khiến idol kém nổi bật trong mắt người hâm mộ. Hơn nữa nhờ vào phong cách thời trang đẹp mắt lẫn tài năng vượt trội, hội nấm lùn K-pop luôn làm netizen phải ngước nhìn và ngưỡng mộ. Cảm ơn bạn đã theo dõi video trên kênh Top Sao Hàn và nhớ đừng quên ấn đăng ký kênh và chuông thông báo để liên tục cập nhật những tin tức mới nhất có trong ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.